Đây là một đoạn video được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc ô tô. Chiếc ô tô đang di chuyển trên một đoạn đường có khá đông các phương tiện đang cùng lưu thông. Do đường đông, các phương tiện nối đuôi nhau với vận tốc khá chậm. Vài giây sau đó, một chiếc ô tô 7 chỗ vượt lên, đầu chắn ngang làn xe của chiếc ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển. Đột nhiên, người tài xế trên chiếc ô tô 7 chỗ bước xuống với vẻ mặt khá tức tối. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho người tài xế này không giữ được bình tĩnh như thế? Chiếc ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển với một tốc độ khá chậm. Hãy chú ý về phía bên phải của chiếc ô tô. Chiếc xe 7 chỗ này đang đi ở phần đường sát phía trong lề, phần đường thường dành cho xe gắn máy. Có vẻ người tài xế chiếc ô tô 7 chỗ đang khá vội vã. Một chiếc xe tải trọng lớn đang đổ lại bên vệ đường khiến chiếc xe chững lại. Người tài xế chiếc ô tô 7 chỗ nhanh chóng cho xe tách làn lấn qua phía bên trái, cùng làn đường với chiếc ô tô có gắn camera hành trình. Thế nhưng lần vượt này không thành công, người tài xế chiếc ô tô có gắn camera hành trình quyết định không nhường đường. Chiếc ô tô 7 chỗ tuột lại phía sau. Và đây là cách đáp trả của tài xế chiếc ô tô 7 chỗ. Vượt lên, chặn đầu ô tô có gắn camera hành trình, và người tài xế quyết định bước xuống đòi hơn thua. Ở một tình huống khác, trong khi các xe khác đang nối đuôi nhau dừng chờ đèn đỏ, thì ô tô màu trắng lấn sang làn bên cạnh để vượt lên. Đúng lúc đó, một người đàn ông chạy xe máy cũng vượt đèn đỏ để quay đầu, khiến tài xế ô tô phải đánh lái sang trái để tránh. Cả hai xe phải dừng lại giữa ngã ba đường. Và phản ứng tiếp theo của người tài xế ô tô là liên tục hết tiếng rồi lùi để ngăn chặn không cho xe máy rẽ trái. Có lẽ vì tức tối vì vượt đèn đỏ bất thành, người tài xế chiếc ô tô màu trắng quyết định trả đũa người đi xe máy chăng? Mãi tới khi có đèn xanh, ô tô này mới chịu bỏ đi. Va chạm giao thông xảy ra là một điều đáng tiếc, nhưng thay vì ứng xử một cách nhã nhặn ôn hòa thì có không ít lái xe sử dụng hành động bạo lực để nói chuyện. Có những màn va chạm mà nguyên nhân chỉ vì sự chen lấn khi lưu thông. Trong hai trường hợp mà chương trình cận cảnh ngày hôm nay, thậm chí va chạm giao thông còn chưa xảy ra, chỉ là việc thiếu nhường nhịn nhau khi di chuyển trên đường. Do những người trong cuộc thiếu kiên nhẫn và không thích nhường nhịn, mà từ sự việc nhỏ có thể trở thành chuyện lớn, đôi khi dẫn đến những hậu quả không lường hết được. Mong rằng khi tham gia giao thông trên đường phố, mọi người hãy luôn chọn chữ bình an làm đầu.